Kính thưa quý vị, vua cơ hội và thách thức cho vật cưng tại Puppy Bowl lần thứ 12. Tính từ New York, New York, hơn 80 câu cậu chó đã tùy tụ về New York để có cơ hội xuất hiện cho buổi ghi hình trong trận đấu Puppy Bowl thường niên lần thứ 12. Mặc dù trọng tài Snatner cố gắng công tâm, tuy nhiên thỉnh thoảng anh bị chi phối bởi nét dễ thương của các ứng cử viên. Đây là sự trở lại lần thứ 5 trong vai trò trọng tài của nam diễn viên Daniel Snatner. Sản phẩm thượng niên mới nhất của Popibo không chỉ là hình ảnh của những chú chó bởi nhà sản xuất điều hành Melinda Toporov còn sắp đặt cho nhiều loại vật khác nhau tham dự như một con rùa và đội hoạt náo viên gà. Trò chơi này được xây dựng như là cách để nâng cao ý thức của mọi người về vật nuôi và cung cấp một chương trình cho những người không thích thú với trận đấu Super Bowl. Năm nay, 44 khu trại từ 25 tiểu bang đã được kêu gọi để cung cấp động vật cho trận đấu. Nhà sản xuất chương trình cho biết, năm nay họ cũng bao gồm thêm một chú chó lớn tuổi để không quên nhắc nhở đến loài vật với nhiều khó khăn tìm kiếm một mái nhà. Trận đấu Pebble Bowl sẽ ra mắt vào ngày 7 tháng 2 trên đài truyền hình dây cáp Hoa Kỳ Animal Planet và sẽ được chiếu lại 12 tiếng sau đó.